Trời ơi, mấy ngày rồi, ốm rồi bệnh quá rồi đó. Bữa nay mình lên livestream. Mọi người ơi, trước khi mình chỉ nói đến cái con Trang Lê mà đã trương mặt rất là nhiều lần mà gọi là chửi Đảng Cộng sản và chửi nhà nước Bác Que đấy. Hắn hồi nữa mình sẽ đưa cái đoạn mình sẽ đưa cái hình ảnh của nó vào cái này cho mọi người xem, là cái hình ảnh mà nó đã bị bắt rất là nhiều lần, gọi là đi kích dục đấy mọi người, đi kích dục để kiếm ăn đấy. Nói đến cái này thì cũng hơi bị nhột, hơi bị khó nói vì là thế, nhưng mà mình cũng nói để cho mọi người biết rằng người ta nói á, đi làm đỉ á, nhiều khi cũng chưa hẳn đã đắt, nhưng mà được cái đặc biệt mình biết rằng là giả sử như mình xác suất cái phần trăm á, thì nếu như mà đi bán dấm đấy thì cứ so sánh là nếu mà như ở Việt Nam á thì chắc chắn là phải gọi là ăn tiền bóc bánh trả tiền, và gọi là ăn bánh thì mới trả tiền đấy, là phải là ăn bánh, trả tiền thì có bánh ăn, mà trả mà chỉ cần là có tiền thì ăn, có tiền bóc bánh thì trả trả tiền là được ăn bánh thôi. Chứ còn ở đấy á, ở nước Mỹ á, tuy là giàu nhưng mà cái nghèo nhiều hơn người giàu mọi người ạ. Mà cái nhu cầu á, thì ai cũng như ai, cái thằng giàu á, thì không nói rồi, nhưng mà cái thằng nghèo á, thì nhiều khi á, nó cũng chỉ mua theo cái giá nghèo thôi. Thật sự là như thế mọi người ạ. Cho nên á, cái con Trang Lê nó đói, nó bất chấp là ở cái chỗ á, là nói rằng là mại dâm thương mại nhưng mà rất nhiều giá, là ở cái chỗ á, gọi là nhiều khi cái đối tượng, cái đối phương cũng không có tiền đấy, nhiều khi đối phương cũng không có tiền, cho nên á, chỉ là chồng mong ra rồi kích dục. Mà đấy cái hình ảnh mà tí nữa mình đưa là nó kích dục trong thang máy, nó đang chồng mong là kích dục cho một cái thằng Tây ở trong thang máy. Thì miễn rằng mà nó ra được cái, nó đỡ mà bí, nó đỡ tức trong người là được, thì có thể là 2 oi hay 2 đô hay 5 đô hay 10 đô chẳng hạn, là khác với cái dân nhà giàu mà gọi là lên giường nha mọi người đấy. Đấy, mình nói như thế này thì rõ ràng là rất là ngượng miệng thật sự mọi người ạ. Nhưng mà đó là cái cuộc sống thực tế ở Mỹ. Nhiều khi chỉ cần là xóa xịt cái rồi, hôn hít cái rồi là coi như là giải được cái bí bách trong người bằng mọi cách. Thật sự là như thế, chứ đừng có tưởng rằng Mỹ là thiên đường. Đừng có tưởng rằng Mỹ là giàu có, là cái miền đất hứa dễ sống. Nếu mà Mỹ là cái miền đất hứa dễ sống đấy, thì cái con Lý Sa Lẻ đấy, nó không thèm phải là từ một cái thằng đực rựa mà phải bơm silicon vào để mà hành nghề mà kiếm ăn đấy. Ghế mà chị không, thật nói ra miệng nó ngường nghiêng ngường luôn đấy Thanh Loan ạ. Nó ngường luôn, quá ngường miệng, khó, rất là khó nói đấy. Thay vì giả sử như lên đường lên giường là 50 đô đấy, lên giường tiếng đồng hồ là cứ cho 50 đô, 30 phút cùng 50 đô, cứ coi như là lên giường đấy. Cứ coi như là lên giường thỏa mãn là 50 đô á, thì chỉ là chồng mống mà kích dục trong thang máy hay ngoài công viên hay là ngoài hành lang thì là chỉ là 50 đô, nhiều khi là 3 4 đô mà bị quá cũng làm, đói quá cũng làm. Mà cái con Trang Lê này là báo chí bên Mỹ đưa tin rất là nhiều, bị bắt rất là nhiều, bị phạt rất là nhiều, nộp tiền phạt triền miên
Mà cái khi mà gặp nhau á, liếc mắt đưa tình mà cảm thấy đối phương mà có nhu cầu á, là 50 đô cùng chấp nhận. Bất kể ở đâu. Bởi vì ai đâu mà có lắm có nhà để mà ở à mọi người. Đấy. Cho nên là cái con điên trong cái máy này mà vừa chờ giữa cái vừa hỏi rằng là đảng là bao nhiêu năm giải phóng, là đảng đã cho mày cái gì á. Nếu như mày mà mình thì mong mọi người chia sẻ cho mình cái clip này cho nhiều một tí nhá. Rồi thì để mày rằng nó nghe được, để nó ngầm bớt cái mồm là một. Thì ấu cùng là làm phúc, gây phúc, gây đức cho nó đấy mọi người. Đừng có lầm nhở như con nậm đấy, như bọn bá què đấy, dư đói. Mọi người có biết không? Con Lý Sa Phạm đấy, đường đường nó, con Lý Sa Phạm mà trước đây hay chỉ trên bá què đấy, đường đường nó là một con thằng đực rửa. Mà nó vì là những cái trường hợp như nó, kể cả đực rửa Trừng Nguyễn Si cũng không ai mượn chúng nó làm cái gì. Cho nên rất là đói thúi cả mồm luôn. Hắn mới nghĩ ra cái kế là bơm silicone vào hai cái ngực, chỉ để là đi chồng móng ra rồi kích dục các cái trại tị nạn, hoặc là các cái chỗ mà vô gia cư, người vô gia cư ở đấy. Bởi vì thiếu thốn thì thiếu thốn, nhưng mà nhu cầu con người. Thì nó mới nghĩ ra cái cách như thế để mà đi xả stress cho mọi người đi, mọi người mọi người. Chứ đừng có tưởng là sung sướng, đừng có tưởng Mỹ là thiên đường, đừng có tưởng Mỹ là miền đất hứa nha, mà Mỹ là cái miền đất chết. Đấy, chứ đừng có nói là đứa nào cũng có 50 đô để lên giường cho thỏa mãn thú tính nha. Đấy, đang nhiều nước ngũ quá, cho nên là phải nói để cho nhiều đứa nó biết rằng là đến nó, chúng nó đang nhầm tưởng rằng là nước Mỹ là thiên đường. Cho nên nhiều đứa đang cố đấm thọt đảng và nhà nước để kiếm cái suất đi Mỹ, trong khi á, những cái kẻ mà như cái thằng Bùi Tịnh đấy, những cái kẻ mà đi trước nhưng do ra cả gần cả trăm năm, mà như cái thằng Bùi Tịnh đấy mà muốn về trên quê hương để mà chết cũng không được. Rồi đến chứ á, muốn đưa cái lò tró, cái hù tró về cũng không được. Mà chúng nó không hề lấy đó làm bài học. Chào Lân Nguyễn và cảm ơn bạn nha, chị nói chuẩn lắm. Thật, mình chỉ nói thực tế thôi, mà đó là thực tế đấy Lân Nguyễn ạ. Con nấm đã sang đến bên Mỹ rồi mà nó đã nói rằng nước Mỹ không như chúng ta tưởng. Rõ ràng là như thế, một đất nước mà hơn 41% dân số mà cách đấy những 7-8 năm trước. Thì làm gì mà gọi là miền đất hứa được. Anh ạ. Cho nên mà trong khi đó những cái bọn bá que nó cứ ngu dốt, những cái bọn, nhất là những cái bọn trong nước đấy, có cái thằng là gọi là cánh của Nguyễn Văn Phước. Mọi người có biết thằng Nguyễn Văn Phước là ai không? Thằng Nguyễn Văn Phước là làm cái gì mà ở bên thanh niên của cái gì đó mình cũng quên ba nó rồi, lâu khá lâu lắm rồi. Mà nó cứ hố gọi là cái thằng có ăn có học đấy. Đứng gần anh đen đấy, đứng gần đen đấy, gọi là cái thằng đứng gần đen. Mà nó lên Facebook nó hô hào rằng là hãy tạm dừng hướng về nước Mỹ, mà lo cái chuyện đại cục trong nước, là ủng hộ mấy cái bài báo thổ tả, ba cái bài báo thổ tả của ông Thước, với lại là cái bọn lật sử đấy. Đấy, cho nên là sắp tới những cái chuyện như hiện tại đấy, những cái vấn đề mà gọi là cái sự thực
cái thực sự của nước Mỹ á, mình sẽ nói khá nhiều. Mình cứ mỗi lịp mình sẽ cai vô mỗi ít để cho bọn chúng nó biết. Đấy. Dư mà cái thằng cái cờ mà cái thằng Nguyễn Văn Phước đấy, để hồi nữa mình nhớ mình sẽ đưa bạn nó vào cho mọi người xem cái hình dáng của nó là sẽ biết nó là ở thuộc cái tâm cờ nào, và cái thành phần như nó và cái vị trí như của nó là hẳn là bí thư thành đoàn ở một kia tỉnh hay thành phố nào đấy, gọi là khá to và là gần đen đấy mọi người ạ. Hắn là cái thằng gần đen đấy mà con mở mồm nói như thế, thì hắn mở mồm ra mà nói như thế thì ai mà chả nghe. Nhiều con thiếu thân sẽ bị lừa đấy. Khi mà đến cái thời 4G này rồi mà con lấy cái nước Mỹ làm kim chỉ nam để sống á, để tiến á, thì ta nói á, chúng mày bưng cái cơm, bưng cái cứt ăn đi, chứ đừng có bưng cơm mà ăn nó phí hạt cơm. Tao nói thật đấy. Chẳng là sai. Cái khí mà trước đấy hàng chục năm đấy, mà các nhà chính trị gia trên thế giới, trên cả thế giới nha mọi người, họ đã đưa đến một cái kết luận cho nước Mỹ rằng là Mỹ chỉ là con hổ dậy mà thôi. Đó nè, hắn chẳng những là tan phá tất cả các nước trên thế giới, mà với cái dân trong nước của nó đấy, nó cũng rất là tàn tệ, đối xử rất là tàn tệ, rất là quân phiệt. Gọi là chó mà ăn luôn chứ đừng nói là quân phiệt. Đó nè. Mà đến cái thời điểm này, dù là 4G nhưng mà một cái thằng ngu như cái thằng Nguyễn Văn Phước mà nói lại, khởi lại cái khẩu hiệu rằng là tiến về nước Mỹ, lấy nước Mỹ làm kim chỉ nam á, thì rõ ràng ràng á, hắn sẽ lừa được rất là nhiều đứa, rất là nhiều con thiếu thân. Với cái vị trí của hắn ấy, thì hắn sẽ lừa được rất nhiều con thiếu thân. Mình gọi là hắn thôi, nhưng mà hắn á, thì năm nay cũng phải là sấp xỉ khoảng là trên 50 rồi. Trên 50 mùa xu hào rồi. Đấy, chứ không phải là trẻ trâu nữa đâu mọi người ạ. Thật, nhưng đứa nó ngu như thế, chúng nó ngu như thế mà cũng đừng ra để là hố hào để làm chính trị thì đến đâu hả mọi người? Chả trách mà 48 năm rồi mà không lật được cộng sản một cái góc nào, cũng không nhổ được một cái sợi lông nào của cộng sản. Chính phủ đấy, thì chứ mình nói cũng khá dài, lịch dài lắm rồi thì mình mà lại khảo cổ khẳng cổ nữa, thì mình giờ xin rất là mình muốn dừng kết thúc clip tại đây. Bạn nào về sáu vào sáu Trần Tiến Thành rồi chào Nguyễn Hoàng Nhi rồi Minh rồi Thú Bùi, cho các bạn nào mà vào sáu thì mời các bạn xem lại từ trước đây, rồi thấy mà có lý có tình đấy thì ủng hộ chia sẻ cho mình với, cho một like rồi chia sẻ rồi là cho một cái nút đăng ký. Ê, rồi khi nào mà mình nói thì là các bạn cùng theo dõi được không, để động viên mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon, hẹn gặp lại.